Và đây là câu chuyện vui có thật. Gia đình Thánh Gióng nói là nếu mà ông đến tận nhà người ta, mà nếu mà những kẻ ác, ví dụ như là bọn Tào Cộng, bọn Diệt Cộng, bọn Trung Cộng, bọn tham sân si, nó hại ông, nó bỏ thuốc độc, nó giết ông thì sao? Dạ thưa đồng bào, Thánh Gióng không sợ những việc đó, là bởi vì Thánh Gióng không có ghét bất cứ một ai cả. Ngay cả những kẻ đó, Thánh Gióng cũng đang làm việc để kêu gọi họ sám hối. Bởi vì Thánh Gióng làm việc của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, tức là đem hồng ân cứu rỗi đến cho những người tội lỗi, chứ không phải là đem hồng ân cứu rỗi đến cho những người không cần được cứu rỗi. Bởi vì người bệnh mới cần thầy thuốc, còn người khỏe mạnh đâu có ai cần thầy thuốc đâu, đúng không? Tuy nhiên, trên quả địa cầu này, tất cả nhân loại đều có tội, thành ra không có ai hoàn toàn hết á. Chúng ta đừng ngỡ kết án ai hết á. Thành ra Thánh Gióng không có sợ ai hại mình, bởi vì Thánh Gióng không có ghét ai cả. Người cộng sản cũng là con người, bởi vì họ mắc bệnh thôi, cũng như con người tự do quá trớn cũng vậy thôi, cũng mắc bệnh. Người tham sân si, người sống bề ngoài, người bon chen, người đồng bào ơi, tất cả những loại đều có tội, chúng ta hãy tha thứ cho nhau, nhắc nhở với nhau trong tình thương yêu thì mới được cứu rỗi. Còn chấp nhất với nhau, còn so đo, còn phân chia người này tốt hơn người kia, kia tốt hơn người nọ, người này cộng sản, người kia quốc gia, người này tự do, người kia tôn giáo này, người nọ tôn giáo kia, vân vân và vân vân. Thưa đồng bào, tất cả những cái gì đó là do nhân loại đặt ra. Thượng đế thì thương yêu tất cả. Thượng đế kêu gọi tất cả con cái của Ngài là con người, là chúng ta, có trên 7 tỷ người trên quả địa cầu này cần được cứu rỗi và cần được sám hối gấp để được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cứu rỗi. Cha Trời không có ghét bất cứ ai cả, bởi vì tất cả nhân loại đều có tội, thành ra đừng có ai vỗ ngực xưng tên mình là người hoàn toàn perfect hết á, không có chuyện đó trên quả địa cầu này. Vì thế Thánh Gióng không có sợ bị ai hại đó, tại vì hại Thánh Gióng cũng không được, Cha Trời không cho phép. Thứ nhất, thứ nhì nữa là Thánh Gióng không ghét bất cứ ai cả, Thánh Gióng thương tất cả mọi người. Vâng, đồng bào hãy gọi Thánh Gióng những ai ước ao có làn da tươi sáng và khỏe mạnh thì hãy gọi Thánh Gióng, Thánh Gióng sẽ đến tận nhà, tức là tích ke nguyên gia đình luôn, tìm bằng mọi cách, đủ mọi cách để gây quỹ, có ngân sách làm việc đó. Da bị nám, bị nhăn, bị mụn, bị đồi mồi, bị sệ, vân vân và vân vân, bị nhiễm sắc tố, vân vân và liên lạc Thánh Gióng. Thánh Gióng sẵn sàng đến tận nhà để phục vụ cho đồng bào chúng ta, và Thánh Gióng rất là vui mừng nếu mà được làm việc đó. Với tư cách là một lương y trên 25 năm kinh nghiệm trị những căn bệnh về da nặng nhất, và Thánh Gióng có trên 16 bằng chuyên trị về da và phát minh, thành ra rất là giỏi giang. Đồng bào hãy liên lạc với Thánh Gióng với số điện thoại trên màn hình để được có làn da tươi sáng và khỏe mạnh, săn chắc, thanh thản, nhẹ nhàng trong đời sống chúng ta. Và đương nhiên Thánh Gióng sẽ đem nhạc tĩnh tâm đến và đem hình ảnh phép lạ đến để cho đồng bào chọn lựa. Vâng, đó là việc làm mà Thánh Gióng nghĩ rằng Thánh Gióng có thể làm được trong tầm tay của mình, chứ không có với vung gì hết. Ở đây chúng ta không có làm việc với, chúng ta không có làm việc trong mộng, mà chúng ta rất là thực tế. Thánh Gióng là một lương y, giờ đây Thánh Gióng cần có ngân sách để làm việc đồng hành cùng đồng bào, cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta nói riêng, và để đồng hành cùng đồng bào làm việc góp phần cứu nguy nhân loại nói chung theo lệnh của Thượng Đế ban cho, thì Thánh Gióng sẵn sàng làm bất cứ gì với khả năng của mình có để tìm ngân sách làm việc. Mong đồng bào thông cảm và hiểu cho. Hãy liên lạc
và giúp thân nhóc để mà chúng ta cùng nhau làm việc một cách sung mãn và thanh thản nhẹ nhàng. Một lần nữa Thánh Giống thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta.